미친놈. Yoda, chú mèo đang khiến nhiều người quan tâm và chú ý, từng trải qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc, ở trong lồng vây hãm bởi sự cô đơn và bị bỏ mặc chỉ vì vẻ ngoài khác biệt. Bởi không như những giống mèo bình thường, nó lại mang đặc điểm cực kỳ hiếm thấy với 4 chiếc tai do đột biến bẩm sinh. Yoda đã đến với thế giới trong những ánh nhìn kỳ thị, xa lánh và những tưởng câu chuyện hoàn toàn kết thúc trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng thật may mắn, điều tuyệt vời nhất đã đến với chú mèo kỳ lạ này theo một cách vô cùng cổ tích. Đó là vào một ngày nọ, tưởng như bao ngày buồn chán khác, Yoda bất ngờ được một mạnh thường quân hảo tâm mua lại cùng với nhiều chú mèo vô chủ khác trong một chiến dịch giải cứu và tìm ngôi nhà mới. Tuy nhiên, ngay cả khi đã ở trước thềm của hy vọng và hạnh phúc, Yoda cũng vẫn khó khăn tìm được người chủ tốt bụng, chịu nhận nuôi với diện mạo khác lạ. Ngày qua ngày, dần dà tất cả những con mèo kia đã được nhận nuôi, chỉ còn đó một chú mèo lông xám, dương đôi mắt to tròn, ngóng chờ ai đó đến và đưa về ngôi nhà ấm áp mới. Cứ thế người đến rồi đi, nhưng cánh cửa hạnh phúc vẫn đóng sầm trước mắt Yoda, vì đa phần ai cũng e ngại nó mang điềm xấu với diện mạo không khác gì sứ giả Satan. Quán bar chính là điểm tập kết những cái chuồng mèo hoang chờ nhận nuôi. Đây cũng là nơi người dân địa phương hay tới lui để uống rượu và thư giãn. Như một định mệnh hay sự sắp đặt đầy kỳ diệu, cuối cùng mái ấm mới đã gọi tên Yoda khi đôi vợ chồng Valerie và Ted Rock bắt gặp nó ngay ánh nhìn đầu tiên. Bà Valerie không giấu được cảm xúc khi lần đầu thấy chú mèo đáng thương này tại quán bar. Chúng tôi tài qua quán rượu nọ ở miền nam Chicago với một nhóm bạn và tôi để ý cái chuồng nhỏ để trên quầy bar với chú mèo tí hon ngồi trong đó. Câu chuyện càng mầu nhiệm hơn khi biết được sự thật rằng 20 năm trước, đôi vợ chồng lớn tuổi này từng mất một chú mèo cưng. Xót xa và đau đớn với sự ra đi của thú cưng, họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa. Thế nhưng khi bắt gặp Yoda, suy nghĩ của họ chỉ khao khát muốn nhận em ấy về mái ấm mới ngay. Bà Valerie thú nhận rằng chính Yoda là định mệnh và nó đã chọn họ. Khi được đưa tới gần Ted, nó leo lên vai anh ấy và ngủ thiếp đi trên đó. Ted không thể nào nữa, mọi việc như đã được định đoạt từ trước. Cái tên Yoda cũng chính là ông bà Ted đặt, vì bà Valerie là fan lâu năm của dòng phim Star Wars. Bà biết nhân vật Yoda vốn được lấy ý tưởng từ con mèo của đạo diễn George Lucas. Khi chú mèo bốn tai này chính thức về nhà mới, nó đã được mang đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ thú y cho biết, Yoda quả thật là một biến dị vô cùng hiếm gặp. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khẳng định rằng chú mèo bốn tai hoàn toàn khỏe mạnh, hai cái tai mọc thêm của nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nó không đau và có thể nghe được bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khiến bà Valerie cảm thấy lo lắng, dù Yoda rất được yêu mến. Nó vẫn là một chú mèo nhà bình thường, tuy nhiên sự khác biệt có thể khiến nó trở thành mục tiêu của bọn bắt cóc. Tôi đã gắn chip định vị cho Yoda, đề phòng nó đi lạc. Theo bà Valerie chia sẻ, Yoda còn là một chú mèo vô cùng đáng yêu và dễ bảo. Nó không gầm gừ quá nhiều, tôi phải đặt ngón tay vào cổ nó thì mới cảm nhận được rung động đặc trưng ấy. Yoda cũng rất ít nói, nó không kêu nhiều và nếu có thì cũng rất nhỏ nhẹ. Thực ra đó là biểu hiện tốt của một con mèo khỏe mạnh. Dù sao thì khổ tận cam lai, chú mèo Yoda giờ đã có thể yên ả, nằm ngủ trong vòng tay yêu thương của ông bà Ted. Mặc cho những lời đồn thổi là con vật không mang lại may mắn hay sứ giả Satan, chú mèo bốn tai cuối cùng cũng đã có một ngôi nhà an toàn và êm ấm. Và dù chúng có bị dị dạng hay khác biệt ra sao, những loài động vật này vẫn rất cần tình thương và sự che chở của con người. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.